cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt hữu tướng vô tướng, không dùng hữu nguyện vô nguyện phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt hữu nguyện vô nguyện, không dùng tịch tĩnh bất tịch tĩnh phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt tịch tĩnh bất tịch tĩnh, không dùng viễn ly bất viễn ly phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt viễn ly bất viễn ly, không dùng sanh bất sanh phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt sanh bất sanh, không dùng diệt bất diệt phân biệt cảnh giới hữu vi vô vi, cũng không dùng cảnh giới hữu vi vô vi phân biệt diệt bất diệt. Do nhân duyên này nên những vị như vậy đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đều có thể tin hiểu và thọ trì. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo các thiên tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy thật là thậm thâm, khó thấy khó hiểu, tịch tĩnh vi diệu, chẳng phải chỗ suy nghĩ, vượt lên cảnh giới suy nghĩ, tối thắng đệ nhất. Trong đó thật không có người có thể tin hiểu lãnh thọ. Vì sao? Vì trong đó không có pháp có thể hiển thị. Đã thật không có pháp có thể hiển thị, nên người tin hiểu thọ trì cũng bất khả đắc. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, đâu phải trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến pháp tương ưng với Tam Thừa là pháp Thanh Văn Thừa, pháp Độc Giác Thừa, pháp Vô Thượng Thừa cho đến đạo Bồ Tát, nhiếp thọ các đại Bồ Tát. Từ lúc phát tâm ban đầu lần lượt đến phát tâm lần thứ 10, gọi là Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, chín định thứ đại, hoặc pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cho đến việc nhiếp thọ thần thông thủ thắng của các đại Bồ Tát. Đó là đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đại Bồ Tát phải siêng năng tu hành, nên tùy theo chỗ sanh mà thường thọ hóa sanh, không thối chuyển thần thông, có thể tự tại du hí, khéo thông đạt vô lượng pháp môn. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thường cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn, tùy theo sở nguyện mà gieo trồng các cội công đức, được thọ trì chánh pháp của chư Phật, cho đến thường nhớ nghĩ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, luôn ở thắng định xa lìa tâm rối loạn. Do nhân duyên này mà đắc biện tài vô ngại, biện tài không đoạn tận, biện tài ít sai lầm, biện tài thích ứng, biện tài nhanh nhẹn, biện tài diễn thuyết, nghĩa vị phong phú, biện tài khéo léo đệ nhất thế gian. Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời tôn giả nói, trong pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cho đến pháp tương ưng ba thừa, cho đến việc nhiếp thọ thần thông thủ thắng của Bồ Tát, cho đến chứng đắc tất cả biện tài khéo léo đệ nhất thế gian. Xá Lợi Tử lại hỏi thiện hiện, trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, những gì đã thuyết đều dùng vô sở đắc làm phương tiện, vậy thì pháp nào ở đây dùng vô sở đắc làm phương tiện? Thiện hiện đáp, ở đây ngã cho đến người thấy dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây sắc cho đến thức dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây nhãn xứ cho đến ý xứ dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây sắc xứ cho đến pháp xứ dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây nhãn giới cho đến ý giới dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây sắc giới cho đến pháp giới dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây nhãn thức giới cho đến ý thức giới dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây nhãn xúc cho đến ý xúc dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây địa giới cho đến thức giới dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây nhân duyên cho đến tăng thượng duyên dùng vô sở đắc làm phương tiện.
Ở đây vô minh cho đến lão tử dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây thánh đế khổ tập diệt đạo dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây tám giải thoát, chín định thứ đệ dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây tịnh quán địa cho đến như lai địa dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây cực hỷ địa cho đến pháp vân địa dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây năm loại mắt, sáu phép thần thông dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng dùng vô sở đắc làm phương tiện. Ở đây dự lưu hướng, dự lưu quả cho đến Đại Bồ Tát, hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá lợi tử hỏi thiện hiện, do nhân duyên gì mà trong giáo pháp thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến pháp tương ưng với ba thừa dùng vô sở đắc làm phương tiện? Do nhân duyên gì mà trong giáo pháp thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến đạo Bồ Tát, nhiếp thọ các đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm cho đến phát tâm lần thứ 10 dùng vô sở đắc làm phương tiện? Do nhân duyên gì mà trong giáo pháp thậm thâm của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến việc nhiếp thọ thần thông thủ thắng của các đại Bồ Tát, cho đến chứng đắc tất cả biện tài khéo léo đệ nhất thế gian? Thiện hiện đáp, Xá lợi tử, do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên đối với trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến pháp tương ưng với ba thừa đều dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá lợi tử, do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên đối với trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến đạo Bồ Tát, nhiếp thọ các đại Bồ Tát, từ lúc mới phát tâm cho đến phát tâm lần thứ 10, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá lợi tử, do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên đối với trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cho đến các việc nhiếp thọ thần thông thủ thắng của các đại Bồ Tát, cho đến tất cả biện tài khéo đệ nhất thế gian đều dùng vô sở đắc làm phương tiện. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không, xét đến tận cùng rốt ráo cứu cánh cũng bất khả đắc. Hết quyển thứ 499.